Sau khi mà thầy hướng dẫn các bạn cách một số bài toán mẫu, bài tập về nhà lần đợt 2 này, bài 2 và bài số 1, thì đến cái bài số 3 này thì chúng ta sẽ làm về bài bài toán cosi ha. Thế đây thầy lấy bài số 5. Bạn xem thử mình giải thế nào. Thầy giải thế nào ha, để sau này để áp dụng dạy bài khác. Chia cái bảng này thành hai hai phần. Thầy giải viết ha. Như vậy thầy viết lại đề số 5 thì sẽ có là d y chia cho dx ha là bằng trừ x chia y, với điều kiện ban đầu là này, thầy sử dụng thầy sử dụng Sao? Đúng không? Các bạn, phương trình này nhìn rất là đơn giản. Mình thấy nè, bên đây viết sẵn cho các bạn là d chia dx, là bên đây có đường tuần x y thôi. Thì cũng như vậy, muốn xuất hiện biến số phân ly, nguyên tắc là phải y đưa về một bên, x đưa về một bên. Ví dụ dy đây thì giữ nguyên, y đây nằm ở dưới, khi chuyển qua đây thì phải thành lên trên. Trừ x thì viết lại, đang nằm ở dưới chuyển qua đây thì là lên trên. Vậy bạn thấy một bên y, bên x, như vậy chúng ta đã phân ly nó ra rồi, chia cách nó ra rồi, thì viết tiếp một câu thần chú là gì? Lấy tích phân hai với ta được được gì chưa biết, chưa biết đã ha, được như thế nào đây thì viết lại cho đẹp. Y dy bằng trừ tích phân x dx, thì nguyên hàm này sẽ ra được là y bình phương chia cho hai, cái này sẽ bằng là trừ cho x bình phương chia cho hai cộng cho c. Đó, tới đây thì để cho dễ thì thầy nhân cho hai, ở đây thì nhân 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 hai cho tất cả hai vế, thì thầy sẽ ra được là y bình phương bằng trừ cho x bình phương cộng cho 2c. Ở đây 2c là một cái hằng số tích phân, cho đến thầy có thể đơn thuần là viết là bằng, thì cho thay nó là bằng c, c là đó, c1 cũng được. Đó, thì ra được là c1 trừ cho x bình phương. Ở đây bạn nên thay bằng C1 chứ không để C, vì sao biết không? Vì có thể lẫn lộn C này với C sau nè. Vì khi bạn thấy thay số vô nè thì C và C1 sẽ khác nhau. Đó, cho nên các bạn nên để thay C1. Các bạn thấy không? Bài trước. Đây. Giờ bạn xem bài trước thì thầy để các bạn là gì? Đơn thuần là C, vì này nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng bài này thì đại biểu DC1, vì sao? Vì đây, vì nó còn tính là cụ thể giá trị C1 và C trong trường hợp này nó khác nhau. Như vậy y của thầy nếu lấy khai căn ra sẽ là bằng cộng trừ căn bậc 2 của C1 trừ cho x bình phương. Nếu như bài toán đơn thuần yêu cầu giải phương trình vi phân thì đến đây chúng ta đã xong và có thể lịch chụp hình nộp bài cho thầy. Nhưng đây là bài toán cosi. Bài toán cosi là gì? Là bài toán với điều kiện ban đầu. Dựa vào điều kiện này các bạn phải cần tính ra được cái này C1 bằng nhiêu. Như vậy y của 4 bằng trừ 3, nhớ giùm thầy nha. Đây, vậy thầy sẽ có được là điều kiện bài toán nè. Y của thầy tính ra là bằng cộng trừ căn bậc 2 của C1 trừ cho x bình phương. Đây, và y của 4 bằng trừ trừ 3. Như vậy của mình đây y có hai giá trị, dẫn đến thì thầy thay vào hai lần, thay vào hai đợt. Đầu tiên thầy lấy là y là bằng căn bậc 2 của C1 trừ cho x bình phương, đúng không? Ở đây y là bằng trừ căn bậc 2 của C1 trừ cho x bình phương. Như vậy với y tại 4 bằng trừ 3 có nghĩa là gì? Thầy diễn giải cho các bạn có nghĩa nè. X sẽ bằng 4, y sẽ bằng trừ 3. Và chúng ta thay vào đây để chúng ta tìm C1 là nhiêu. Thì có nè, trừ 3 sẽ bằng căn bậc 2 của C1 trừ cho 4 bình phương. Cái này có nghiệm không các bạn? Cái này nè, làm sao có nghiệm được cái này loại nè, vì sao biết không? Vì căn sau đây giá trị âm được, cái này là loại nè. Đó, chỗ này tương tự y tại 4 bằng trừ 3 thì cái này có nghĩa là gì? X bằng 4 và y bằng trừ 3. Bạn bạn thấy không, mặc dù thầy quen với việc cách tính toán nhanh rồi, nhưng mà khi mà làm cái này thầy viết rất cẩn thận, xác định x bằng cái gì và y bằng cái gì. Vì sao? Vì sẽ có một số bạn rất là bất cẩn thay tùm lum vô, có thể thay là 4 vô đây thay tùm lum hết, cho nên chịu khó viết lại như thế này, sau này các bạn giải sẽ không bao giờ bị sai cả. Thì thầy thay vào sẽ có được trừ 3 nè là bằng trừ căn bậc 2 của C1 trừ cho 4 bình phương là 10, 16. Bài trừ với trừ nè có thể bỏ được, có thể dùng khác chắc ăn đen.
bỏ nè, bỏ nè, ha, dấu trừ nhân cái trừ một đó, nhân trừ một hai vế đó, ha, để mà bỏ nó như thế này. Đây có nghĩa là giống như là thầy nhân cho trừ một vậy đó, ha. Thì bạn xem như vậy thì được, muốn tìm được C1 phải là bỏ căn bình phương hai vế lên sẽ được là 9, là bằng C1 trừ cho 10 16, từ đó suy ra C1 của thầy là bằng 20 15. Đây. Như vậy có C1 chúng ta thay vào cái phương trình này, chúng ta có thể viết được là y của thầy là bằng trừ lấy đoạn này căn bậc 2 của C1 là 25 trừ cho x bình phương. Đây thì đây chính là một nghiệm riêng của cái họ nghiệm toàn tính, à, đó. Thì cái này được gọi là kết quả của bài toán Cauchy. Đây là bài toán Cauchy. Bài toán Cauchy là bài toán với điều kiện ban đầu. Đó. Các bạn nhớ thêm thằng xíu, ha. À, như vậy thầy đã giải mẫu cho các bạn bài cuối cùng trong cái bài tập về nhà số 2. Để các bạn có định hướng để mà giải một số bài tập còn lại thì giao các bạn. Thì thầy hy vọng là các bạn xem kỹ những bài giải của thầy để từ đó có thể giải một cách đúng và không bị sai. Xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.